Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng gia Trầm Hương Hovita chúng tôi có điều kiện quay trở lại triển lãm Đông Anh. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2024 rồi. Mấy ngày trước thì tôi bận có một cái bàn trà ở ngay ngoài cổng kìa, giới thiệu sản phẩm Trầm Hương Hovita ở bên tôi. Có một em ấy đánh đàn tranh ở đấy giới thiệu sản phẩm, mất mấy ngày cứ lên quanh quanh ở khu ấy. Chả được cái việc gì, không quay được. Thì là hôm qua đi thì lại hò quá không nói được, thì hôm nay bắt đầu mới làm nội dung được nhiều. Thì cái clip trước thì tôi đã nói về cái vấn đề là cái giá trị, tức là cái nhân tố cốt lõi để tạo lên cái giá trị của cây cảnh nghệ thuật, đó chính là cái bàn tay khối óc của con người, của người thợ kỹ thuật tạo ra cái sản phẩm thì nó tạo nên cái giá trị của sản phẩm. Thì đấy là cái chính. Chứ còn các cái nguyên liệu khác, ví dụ như là cốt đẹp, rồi các cái thứ khác giống cây, nó chỉ là một phần thôi, một phần rất nhỏ, nó không quyết định gì ở trong cái đống lên thành phẩm đẹp hay xấu hết. Và tôi đã phân tích rất rõ ràng. Thế thì trong cái chủ đề này tôi sẽ trao đổi tiếp với các bạn vấn đề là cái định giá trị và từ đấy quy ra giá cả của một cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Đó là cây hoàn thiện rồi, thế còn là nếu mà cây chưa hoàn thiện, tức là bán thành phẩm ấy, thì cũng dựa trên cơ sở để định giá. Từ các bạn định ra được giá trị thì các bạn sẽ quy ra được giá cả, đúng không? Thế thì là cái nhiều khi ấy, cái giá trị với cái giá cả là nó sẽ không tương đồng theo cái tỷ lệ 1:1 với nhau nhé. Đó có nghĩa là nhiều khi là cái đánh giá về cái giá trị là cao, nhưng mà cái giá cả thì nó sẽ thấp. Ngược lại là nhiều khi là cái giá cả rất cao nhưng mà giá trị thì lại thấp. Đó thì tất nhiên là nó có một cái tương đồng là giá trị mà tốt ấy, thì nếu mà chuẩn chỉ ra thì là giá cả sẽ phải cao, đúng không? Thế tất nhiên là cái hai cái này nó có thể là không đồng nhất 100%, nhưng về cơ bản nó cũng đồng nhất ấy. Có nghĩa là cây giá trị tốt thì sẽ được định giá là cao, đúng không? Hiển nhiên. Còn tất nhiên nó có thể là không cao như kỳ vọng thôi. Đấy là một. Với thứ hai là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tức là từ cái giá trị và chuyển thành giá cả nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thế thì là bây giờ là cái clip trước đã nói về cái vấn đề là cái định giá, đúng không? Cái nhân tố quyết định lên cái giá trị rồi. Thì là ok, cái chủ đề tôi sẽ tập trung là các nhân tố để quyết định lên giá cả của sản phẩm nữa, và cái liên quan giá trị giá cả. Đó, thì cái này hơi lòng ngoảng, nó dính đến vấn đề là định giá, nó giống như kiểu định giá sản phẩm ạ. Đúng đấy. Bởi vì là các bạn khi làm việc mà các bạn không định giá cái sản phẩm thì các bạn mua nhầm chuyện bình thường. Có thể các bạn sẽ bỏ nhiều tiền hơn rất nhiều so với cái đáng ra các bạn phải bỏ, đúng không? Hoặc là ví dụ bác bán cây mà các bạn không định giá giá trị được cho chuẩn ấy, thì có khi là các bạn bán hớ, bán giá thấp hơn rất nhiều so với cái giá đáng ra mình được hưởng. Cái vấn đề này rất quan trọng nhé. Thế thì là bây giờ là các bạn phải thừa nhận một cái như này: cây giá trị cao thì hiển nhiên là giá cả nó sẽ cao, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ những cái căn cứ gì để từ cái giá trị của cây để mình định ra giá cả, đúng không? Thì cái giá cả của cây nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là cái giá trị cốt lõi của cây. Đấy là hiển nhiên rồi. Tức là từ giá trị mình bắt đầu mình căn cứ, đúng không? Cái thứ hai là cái thời điểm giao dịch. Cái thời điểm giao dịch kia là sao? Có nghĩa là khi thị trường sôi ấy thì là sẽ bán được giá cao hơn, nhưng khi thị trường trầm ấy bán được giá thấp hơn, đúng không? Cái thứ ba nữa là cái người chủ sở hữu của cây ấy, tức là cái người mà có quyền đứng ra giao dịch ở bên bán ấy, cái vị thế của người ở đâu thì cũng sẽ một phần quyết định giá cả. Ví dụ nó đơn giản này, một cái nhà vườn rất uy tín, rất nổi tiếng thì một cây người ta sẽ bán được giá cao hơn nhiều so với một cái nhà vườn không có tên tuổi gì hoặc là ở mức mới nếu cùng một cây bán. Đấy là hiển nhiên rồi. Ví dụ nó đơn giản là một bác có thương hiệu, đúng không? Bác bán cây kiểu gì giá cũng cao, đến một vườn có thương hiệu bán cây kiểu gì cũng được giá cao chắc chắn luôn. Đấy là nó ngoài cái
cái giá trị cốt lõi của sản phẩm ấy, nó còn cái có cái giá trị thương hiệu cộng vào nữa. Đó, nên tại sao được giá cao, đúng không? Thế tôi phân tích qua ba cái ý như thế là các bạn đã hiểu là cái giá cả nó sẽ quyết định bởi các yếu tố, đúng không? Từ đầu tiên là cái giá trị cốt lõi của cây này, của tác phẩm này. Cái thứ hai là cái thời điểm giao dịch này, rồi cái thứ ba là cái người sở hữu đứng ra giao dịch. Thì nó sẽ quyết định ra giá cả. Thế đâm ra là cái việc định giá này là rất khó nhá. Trong cái cảnh nghệ thuật ấy, nó hay bị cái tình trạng này. Bán ô la lá có nghĩa là sao? Tức là ví dụ sử như là một cái cây mà có thương hiệu bán được giá cao, ví dụ bán được 10 tỷ, ví dụ thế. Sẽ có rất nhiều cây nhái theo cái dòng cây. Hoặc là nhái theo cái lối cây, hoặc là nhái theo cái thế của cây luôn. Thế xong rồi thì là bán, tất nhiên bán với giá thấp hơn cái cây kia nhiều, nhưng về cơ bản vẫn rất hiệu quả nhé, vẫn bán rất được giá. Hay là như này, hay là các bác đi mua phội, mua cậy này. Ví dụ là sử như là có một cây bán 10 tỷ vừa mới giao dịch cây đây một thời gian ngắn. Thế xong các bác nhìn ra được một cốt phôi, nó cũng xem thế để khả năng làm lên được cái tác phẩm như vậy, mà giá thấp hơn rất nhiều, thế là các bác ôm luôn. Thế nhưng mà các bác có biết đâu, đấy gọi là trong cây người ta gọi là bán hoặc mua kiểu ô na ná ấy. Có nghĩa là nó gần giống nhau, nó xem như nhau nhưng thực tế nó lại không giống nhau. Nó chỉ có một số các điểm khác thôi, mà các điểm ấy các bạn không nhận ra được. Thế là cuối cùng nó bị một tình trạng này, mãi mãi không bao giờ làm ra được một cái tác phẩm thứ hai như vậy. Bởi vì lý do nó có một số các điểm mà không thể làm nổi nhưng các bạn không nhận ra được. Thế nên mới nói là cái thương hiệu với không thương hiệu, với lại cái chuẩn với không chuẩn, nó chỉ lệch nhau một chút thế thôi. Và cái đẳng cấp của cái người mà đứng ra giao dịch chuẩn ấy, nó khác hoàn toàn với lại cái người mà gọi là đuổi hình bắt bóng. Đuổi hình bắt bóng có nghĩa là cứ hình như thế, hòm hòm như thế, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Đấy, gọi là ô na lá. Tức là nó gần như vậy nhưng mà nó không phải như vậy. Đó, chết rồi. Thế nên em ra được nha. Tại sao trong cái ảnh thuật ấy, anh em mua sai nhiều như vậy? Nó chính là cái kiểu ô na lá. Có nghĩa đánh giá không chuẩn, xong cứ đi so sánh ngang. Nhưng so sánh ngang các bác lại không so sánh đủ các tiêu chí. Thế nên các bác sai là đúng rồi. Ví dụ nói đi, nôm na nhỉ nhá. Đó, tiêu chí đầu tiên là cái chất lượng cốt lõi, đúng không? Tức là cái giá trị cốt lõi. Cái giá trị cốt lõi là của cái cây là ngựa, tức là cái giá trị mà tạo ra nhiều nhất, đấy là cái người thợ mà có tay nghề giỏi người ta làm ra. Bây các bác có phải là người ta đâu, đúng không? Tay nghề của bác có thế đâu. Nên cái đầu tiên là cái tạo ra giá trị đã sai rồi. Đúng không? Các bạn ngập đi. Tôi phân tích cái clip trước thì đấy là cái giá trị cốt lõi của cây được tạo ra nhiều nhất bởi chính là cái bàn tay khối óc của cái người thợ làm ra, chứ không phải là cái cốt cây nhá. Thế thì đâm ra là các bạn đầu tiên cái tiêu chí ô la lá của các bác đầu tiên là cây cốt nó gần giống nhau, thì các bác nghĩ là ra giá trị giống nhau đúng không? Không phải. Cái tay nghề mới là quan trọng, mà cái tay nghề có phải là các bác làm được đâu, mà phải là cái người thợ giỏi kia mà. Như cái các bác mua phôi xong, mua cây xong người thợ kia người ta có làm cho bác đâu, đúng không? Mà chính các bác làm hoặc là thuê người khác chứ. Thế vậy đầu tiên là các bác sai ngay từ cơ bản, đầu tiên là các bác chết rồi. Đây cái thứ hai, thời điểm bán. Cái cây lúc nó sốt, nó giao dịch giá trị cao, nó được 10 tỷ. Bây giờ các bác có một cây gọi là cũng tương đương về chất lượng. Tôi cứ nói tương đương về chất lượng đấy. Nhưng các bác đúng bán đúng cái thời điểm trầm, các bác đòi 10 tỷ, ai người ta mua? Thời điểm trầm, cây có khi đang 10 tỷ mà giảm xuống đến một nửa hay giảm xuống đến còn 20%, chắc gì đã mua được, chắc gì đã giao dịch được, đúng không? Sai thời điểm, cũng sai. Cái thứ ba là cái vị thế của người bán, người sở hữu. Bây giờ ví dụ như một cái vườn to, vườn có thương hiệu, người ta bán cây 10 tỷ, các bác có cây tương đương, các bác cũng đòi 10 tỷ, có lâu, thương hiệu của các bác có bằng người ta. Có khi là cái giá cả của nó là ví dụ như 20% là giá trị của sản phẩm, nhưng 80% là giá trị thương hiệu. Có nghĩa thực ra giá trị thực tế của cây nó chỉ 2 tỷ thôi, nhưng thương hiệu người ta cộng vào thành 10 tỷ. Thế bây giờ các bác lại bảo là bây giờ tôi cứ đòi 10 tỷ cơ, đòi cái gì? Các bác có thương hiệu không mà các bác đòi 10 tỷ? Các bác đòi 2 tỷ nó khó bán này, đúng không? Đấy, tức là cả các bác là đi vào so sánh gọi là tương đương, nhưng các bác không đưa lên các tiêu chí so sánh tương đương, thế là các bác sai. Thế vậy là mua sai.
Nên tại sao cái mua sai trong cái cây cảnh nghệ thuật nó nhiều cái kinh khủng khiếp như vậy. Và cái này nó là cái mà tự các bác phải nhìn ra được và các bác phải tự thay đổi thôi, đúng không? Mình phải biết trong cái cuộc sống, trong cái cuộc chơi này nè, trong cái cuộc chơi mà trong cái thị trường cây cảnh nghệ thuật này nè, các bác phải biết, đầu tiên các bác phải định giá được, đánh giá được mình đang ở đâu, vị thế của mình như thế nào so với các anh em khác, so với các cái nhà vườn khác, so với các đối thủ khác. Nói thẳng luôn câu nha, mình đang nhà vườn bé thì mình không thể có đủ lực để mình so với nhà vườn to, mình chỉ so với các nhà vườn tương đương mình thôi đó. Với cái thứ hai, thương hiệu của mình ở mức vừa phải thì mình chỉ so với mấy ông ngang mình thôi. Xong rồi cái tác phẩm của mình, người ta là thợ nghệ nhân, người ta làm chuẩn chỉ, tay cành đà đóng đúng điểm, xong rồi nhìn lên thành phẩm nó phiêu, nó đẹp. Mình có thợ gọi là mức trung bình, mình chỉ làm mức trung bình thôi, xong mình cứ đi so người ta làm sao, đúng không? Nên tại sao mà tôi thấy là trong cây cảnh nghệ thuật phần lớn là nhiều anh em ngáo giá, có nghĩa là cứ một cái cây, tôi thấy nhá, một cái cây phôi khai thác có khi làm 50 năm nữa trả lên thành cây chơi được, đòi mấy chục tỷ, chả hiểu giá trị ở cái chỗ nào mà các ông đòi mấy chục tỷ. Một cái cây khai thác đào đất lên chưa có một cái gì cả, làm 40-50 năm nữa chắc gì đã thành cây mà đòi mạ tiền như thế, đúng không? Cái phôi mà chưa có tạo tác con người nó chả giá trị gì nhiều đâu, giá trị nó rất thấp đấy. Nên các bác đang nhầm rất to. Thế thực ra là cái nhầm này thì tùy các bác, bác nào bác tinh bác nhìn ra được thì bác cứ thay đổi, còn bác nào không nhìn ra được thì cứ đắm đuối trong cái đống nhầm này thôi, và gọi là gì, giấc mơ làm giàu, giấc mơ hão chả bao giờ xảy ra được, nó vô lý, đúng không? Còn tôi nói thật với các bạn nhé, những cái cây thành phẩm mà những cây giá trị cao nó phải hội tụ rất nhiều yếu tố, từ chất lượng sản phẩm, từ chất lượng sản phẩm đấy, xong rồi là đến thời điểm giao dịch, cũng như là cái thương hiệu của người làm ra, xong thương hiệu của cái người sở hữu đấy, xong rồi là các cái chiến dịch truyền thông, chiến dịch marketing để quảng bá, rồi tham gia bao nhiêu các cuộc triển lãm, rồi bao nhiêu bằng khen các kiểu. Nói chung là nó có rất nhiều yếu tố để khẳng định cái tên tuổi của cây ấy, cũng như là tên tuổi của người làm ra và người sở hữu, đúng không? Thì người ta mới đạt được cái trình như thế. Cái thứ nhất, và thứ hai là cái số lượng nó rất hạn chế, nó dạng giống như cái đồ cổ, cái đồ mà vua dùng, cũng là đồ cổ cả ngàn năm. Thế nhưng mà cái vua dùng, đồ vua dùng nó khác, đồ quan lại dùng nó khác, mà đồ dân thường dùng nó khác, đúng không? Giá trị nó khác nhau. Tức là cái vị thế của cái người sở hữu ấy, cũng giống như bây giờ một cái nhà vườn mà cả nước đều biết, nó khác hoàn toàn với một cái nhà vườn vô danh chả ai biết. Đúng chưa? Thế vậy cái câu chuyện ấy, là trong cái cuộc chơi này là các bác phải biết là mình đang ở vị trí như thế nào, để mình biết và mình từ đấy mình định ra giá trị và giá cả, để làm sao mà cái giao dịch ấy, nó có khả năng thành công cao. Chứ còn các bác đòi là việc của các bác thôi, còn cái việc mà mua hay không, hay quyết cái giao dịch nó có diễn ra hay không thì nó lại phụ thuộc vào cả hai bên, bên mua bên bán đó, chứ không đơn giản là các bác cứ đòi là được đâu. Nếu đòi là được ấy, thì tôi đòi một tấc đến giỏi, đúng không? Việc gì tôi phải cứ đi quay YouTube này làm quái cho nó mệt, tôi đi buôn cây cho nó lại, không đơn giản. Nói chung là trong cái lĩnh vực buôn cây cảnh nghệ thuật, làm cái nghệ thuật này, nó là làm nghệ thuật nhưng là nghệ thuật sống nha, từ nghệ thuật còn thay đổi theo năm tháng ấy. Nó khó hơn nhiều so với nghệ thuật tĩnh, như là nghệ thuật điêu khắc hay là nghệ thuật hội họa. Thế các bạn thấy hay không? Có nghĩa là cái định giá mà giá bán ấy, để giao dịch ấy, các bạn phải dựa vào nhiều yếu tố để mà định giá nha. Thế còn tất nhiên là thôi, mình có con, mình có quyền đặt tên, đúng không? Đặt tên hay tên dở là việc của mình. Thế nhưng mà cái vấn đề là ra phường người ta có chấp nhận hay không, đúng không? Đấy mới là một chuyện. Hay pháp luật người ta có cho phép đặt như thế hay không, đấy là một chuyện, đúng không? Cũng như là các bác đó, có cây mà muốn bán thì các bác phải định giá, và các bác có quyền hô, và người mua người ta có quyền trả giá, đúng không? Các bác định giá 1 tỷ nhưng người ta bảo giá trị cây này chỉ 10 triệu thôi và chấp nhận. Còn giao dịch không diễn ra được. Còn ví dụ thì các bác định giá 10 và người mua người ta đánh giá 9 thì ok, giao dịch dễ xảy ra, đúng không? Còn các bác định giá 10 mà người ta đánh giá nó chả được 1-2 thì cái giao dịch nó khó xảy ra lắm,
thì đấy là cái vấn đề định giá đúng. Thì các bạn phải để ý nhá, rất nhiều tiêu chí để làm. Và tôi làm clip này thì tôi cũng hy vọng là phần lớn các nhà vườn không có tên tuổi thì các bác nên biết mình là ai đi. Và để muốn giao dịch được thành công ấy, và muốn anh em làm việc bắt tay được với nhau ấy, thì các bác nên có một cái con số nó hợp lý, chứ đừng cứ tỷ này tỷ kia mà trong khi cái chất lượng nó kém quá thì, hoặc là cái vị thế của các bác nó chưa đâu đâu, không làm được đâu, không ai người ta làm việc với các bác đâu, mất thời gian. Và các bác cứ dồn tiền vào ôm cây rồi mong mình thế này mong mình thế kia, nhưng thực tế là cái tầm nó còn lâu mới được. Bây giờ tôi nói cái vấn đề một tí vấn đề gọi là giá trị thương hiệu nhé. Tại sao cái giá trị thương hiệu nó lại cao với lý do nhỉ? Rất đơn giản thôi. Ví dụ như là hai nhà vườn cùng đầu tư cái số lượng tiền vào giống nhau, đúng không? Thế nhưng mà khi một nhà vườn người ta đầu tư thêm thương hiệu ấy, người ta sẽ mất rất nhiều chi phí. Ví dụ đơn giản này, tham gia tất cả các cuộc triển lãm này, rồi các cái kênh quảng bá này, rồi giao lưu anh em này, rồi tất mọi thứ nữa. Rồi đơn giản người ta trau chuốt từ cái những cái nhỏ nhất ở trong vườn mình thôi, để nó tạo ra một cái hình ảnh đẹp và một hình ảnh chuẩn chỉ, và rất nhiều người biết và người ta nổi tiếng. Thì hiển nhiên là người ta sẽ phải cộng thêm cái chi phí vào giá bán thôi. Có nghĩa là tính là cái giá trị thương hiệu đấy, đúng không? Thế còn một nhà vườn cũng bỏ tiền ra gần đi đầu tư cây, nhưng cái vấn đề là cứ sáng thì mở cửa vườn ra, thế xong rồi là tưới cây rồi bón phân, xong chiều đóng cửa vườn lại, xong rồi hy vọng là bán được giá cao. Không có. Các bạn chỉ bán được cái giá trị thực tế của cây ấy, mà nếu các bạn tay nghề không tốt, giá trị nó còn bị xuống kinh khủng khiếp luôn. Kể cả các bạn có sở hữu phôi chảy chữa. Kinh chưa? Có nghĩa là sao? Các bạn không đầu tư cho chi phí cho làm thương hiệu, thì các bác cũng phải đầu tư cho chi phí để làm cho cái giá trị của cây lên cao. Có nghĩa là sao? Các bạn phải tay nghề, trau chuốt tay nghề tốt này, trau chuốt tay nghề cực kỳ tốt để các bạn làm lên tác phẩm. Và các bạn cũng phải có các cái chi phí để quảng bá chính bản thân các bạn lên, để người ta thừa nhận cái tay nghề của bạn là tốt. Đấy, cái gì nó cũng có chi phí hết các bạn, chả có gì trong cuộc sống này nó không có cái gì là miễn phí đâu. Có một cái câu rất là hay, có nghĩa là gì nhỉ? Cái miếng thịt miễn phí thì nó chỉ là cái miếng thịt ở trong cái bẫy chuột và có thuốc chuột. Đấy thôi, đấy là miếng thịt miễn phí đấy. Chứ còn chả có gì miễn phí ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều là chi phí và đều cộng vào giá thành hết. Ok, vậy thôi, tôi lan man thế thôi. Các bạn muốn suy nghĩ nào, các bạn suy nghĩ nha. Thì ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kênh review về kiến trúc, đó là kênh Nhà Việt TV. Thì ở cái kênh đó chúng tôi chuyên về các cái review các công trình nổi tiếng của Việt Nam, có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm, nghệ thuật điêu khắc, lịch sử, văn hóa rất là cao. Thì rất mong là được giao lưu các bạn trên kênh Hoita, ở bên kênh Nhà Việt TV. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa Nhà Việt TV 365. Bạn search không dấu và trên nền YouTube nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.